rồi. Không được, đau, thịt con bò đau. À, cô nói là ăn thịt gà bị đau, rồi ăn thịt bò bị đau luôn. Gà, hoặc là mì tôm. Ừ. Xê dâu ăn mình giờ này là đỡ rồi. Ừ. Nhà chưa đâu mà có mình ăn mẹ bạn. Bây giờ thì có ủng hộ mì tôm với lại gạo, với lại người ta cho tiền thì cũng đỡ rồi. À, còn trước đây mà khi mà người chưa có, không có nhiều người biết đến á thì không có gì ăn luôn. Yeah. Lúc mà không có gì ăn thì anh ăn cái gì? Ăn cơm mì. Hả? Ăn cơm mì, ăn chuối. Ăn chuối. À. Không có gạo ăn. Chuối củ mì. Với lại củ mì thôi. Yeah. Đi hái rau hả? Xa không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chư Rông, tỉnh Gia Lai. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi làng nằm biệt lập hẻo lánh, nơi một khu rừng sâu, ngôi làng Cùi. Vì trước đây khu làng này đồng bào dân tộc Gia Gai cô bác quý anh chị từng sinh sống ở đây. Và tất số phận của cô chú có một chung một cảnh, sống trong một cái cảnh đau đớn. Tay chân thì từ từ bị mất dần những cái phần xương khớp này. Để hiểu thêm một ngôi làng như vậy thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp gỡ một số cô chú chia sẻ về những cái cuộc sống ở nơi đây, cũng như là gặp gỡ những ông bà đã từng vướng một cái căn bệnh mà từng bị xã hội hắc hủi ha. Làng này là nhiều ông cho mà giờ qua xin lắm, qua xin nói là nghèo là mình không biết ạ. Hàng xóm là mình không biết nữa. Xin làng mình đây là 20 hộ thôi. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đi đến đây mục đích là khảo sát xem ở đây có bao nhiêu hộ khó khăn mà cô chú đã từng mắc một cái căn bệnh. Khi xưa thì đây là một trong những cái căn bệnh nan y của bác anh chị, bệnh cùi hủi, bị xã hội xa lánh và hắc hủi. Ngày hôm nay thì do được thuốc uống điều trị được rồi nên các đứa trẻ sinh ra không còn phải vướng cái căn bệnh ác nghiệt kia. Tuy nhiên những người lớn năm xưa thì vẫn còn bị, cô bác anh chị. Đây là một cái khu làng của người đồng bào dân tộc Gia Gai. Một cái ngôi làng heo hút thôi cô bác anh chị. Chị này cũng bị bệnh. Cô đi nương mới về hả? Về. Dạ. Tắm má. Tắm nước, đi tắm nước. À. Chị hay tắm sông sâu vậy ạ? Nóng à, nó đau rồi nè. À. Mắc à. Cô bị vậy thì cái tay bị vậy nó có nhức không? Nhức cái này nè. À. Nhức ăn cơm không được, nhức này. Nhức ăn cơm không được, có uống thuốc gì không cô? Có uống thuốc, uống. Đau nè, đau nhức ở đây. Nhức đau nè, nhức này. Con nghe nói là mỗi khi trăng lên là mình nhức nhiều hơn hả? Nhức cái tay này đau này nè. Nhức này nè. Nhức cái tay, nhức đau lên đến cái nách luôn. Đau đây nè. Những cái ngón tay của mình bị như vậy là bao nhiêu năm rồi cô? Lâu rồi. Bị bằng nhỏ. Bị hồi còn nhỏ xíu à? Rồi chân của mình có bị không cô? Bị hơi. Dạ, cô có thể dở cái vớ chân ra được không? Cô đang quải một cái gùi như cô đi làm gãy mới về á. Mà vậy thì sao cô hái được ta? Cô cầm nắm được nha. Cái này là bê, cái này là
Một trong những biểu hiện của căn bệnh này đó là những ngón tay ngón chân sẽ rụng dần. Trời ơi trời. Cái biểu hiện rất là nặng. Nó sưng này nó đi không được rồi nè. Nó sưng đi không được luôn. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi? Việt Thọ. Ba không nhớ. Ba không nhớ. Con Việt Thọ ơi, thân cô là bộ ơi. Cô có mấy người con? Không có con. Hai chồng không có con đâu. Con không có. Chồng là chồng hai trên già nữa, hai trẻ trên già nữa. Không có con. Rồi chồng cô đâu? Chồng đó, chồng hai kẹ là chồng già nữa. Anh em mình thì nghe cái tiếng này không có được rõ lắm á. Đúng rồi. Của bà con á thì mình hơi nghe hơi khó. Mấy cô chú đồng bào ở đây đa số nói tiếng của mình nhiều. Nên là nữ là không có hiểu được hết hay nhân ha. Có tiếng có lẽ là mình nói nhiều khi cô chú cũng không hiểu hết nữa. Cô hình như cô nói là chồng của cô là cũng bị. Chồng bị à, là chú Thanh hồi nãy đó ha. Thanh nó trong chị là Thanh bị lên đến cái đầu gối luôn á anh Hùng. Cái này bị như thế này mình ăn có kiêng cử gì không cô? Kiêng thịt bò, thịt gà, ăn cơm cầm mua hủ bia kìa, hủ bia là không biết cảm giác đau, không biết cảm giác. Cầm nằm thịt gà ăn không được đau, thịt con bò đau. À. Cô nói là ăn thịt gà bị đau, rồi ăn thịt bò bị đau luôn. Thịt heo. Chỉ ăn thịt heo thôi. Ăn thịt bò đau. Trong làng mình là nhiều người bị giống như cô gì không? Mò măng là mò, có. Có. Cái chồng nghe hay tên này không có. Anh qua đây đi. Đến chỗ anh đi. Thậm chí là chồng của khi nãy thì em có nghe là trong làng hiện tại là có 5 người đó anh chồng nè. Tổng cộng là có khoảng 5 người biểu hiện như thế này, còn lại thì bà bị đau nhất bên trong. Bệnh này nó đau nhất dữ lắm. Này là anh Thanh hả? Dạ. Năm nay anh Thanh là nhiêu tuổi rồi? 51 tuổi. Bì quá. Anh Anh là bị hai cái chân á, là bị bệnh này sau này là mới mất đi hay sao? Sau này mất chứ. Dạ. Chân mình mới cắt 2014 mất cắt mình giờ là mình cắt là mình biết đi. Nằm ngoài là đâu mình biết đi, mình đi bò này mà đâu biết đi đâu, mình chỉ bò thôi. Hoàn cảnh mình khó khăn lắm mà. Đâu biết đi, giờ này mình bình thường rồi, mình đi là lúc trước là không có cái đôi chân này giả này thì là chỉ bò thôi. Đi bò bò nè. Bốn cái chân đi bò bò nè. Bò thôi. Có ghép mấy cái chân này lâu chưa? Lâu là kết tê là chân là 9 năm. Lúc trước là chỉ bò thôi. Què hết cái tay, cái bàn chân mình này. Rồi ăn cơm sao anh? Mình tự ăn, tự kép đây nè, kép cái muỗng. Cầm cái muỗng. Muỗng ăn. Anh là anh với chị làm cái công việc gì sống? Làm cái gì có thực thiền trò hoặc là chờ trò lô mất lần. Hoặc là đâu biết làm nữa. Làm cũng biết làm, ăn cơm. Nếu không có thực thiền trò bây giờ là mình không xong lô đó, chết lô rồi. Giờ người ta ủng hộ lại cho một ít gạo, một ít hoặc là mì tôm, xe dâu ăn. Mình giờ này là đỡ rồi. Nhà chưa đâu mà có mình ăn bệ bạ. Bây giờ thì có ủng hộ mì tôm với lại gạo, với lại người ta cho tiền thì cũng đỡ rồi. Còn trước đây mà khi mà người chưa có
không có nhiều người biết đến á thì không có gì ăn luôn. Dạ. Lúc mà không có gì ăn thì anh ăn cái gì? Ăn củi. Hả? Ăn chuối. Ăn chuối. À. Không có gạo ăn. Chuối củ mì. Với lại củ mì thôi. Khoai mì. Là ăn khoai mì á cả nhà. Khoai mì là ăn ăn cái lá khoai mì á. Lá cũng ăn, cua nó cũng ăn, ăn hết luôn. À. Mình tối đến là đau nhức dữ không anh Thanh? Có đau nhức gì đó. Có nhức là nó căng là nhức luôn mà. Chỗ này nè. Chỗ nào đây? Chỗ này nè. Ừ. Theo có cái bí lô luyết này. Dạ. Có cái bí lô luyết này là nó ăn này nè, dùng cái đây nè. À, bị lỗ lét á là nó ăn á. Nó ăn là nó nhức luôn. Nó nhức luôn. Ừ, nó nhức luôn. Đau luôn. Ừ. Giờ không nổi nữa. Ừ. Chút luôn mà. Mình bị là từ bé là lúc ba mẹ sinh ra là cũng đã bị rồi. À, chắc là mẹ sinh ra chắc là hơn chắc là 7 tuổi, 8 tuổi là có bị rồi. Ừ. Ừ. Mình đâu mình biết đi làm là không biết. Khó khăn lắm. Là mình là khổ nghèo. Dạ. Dạ, không biết làm gì sống chỉ nhờ vào sự giúp đỡ ta cho thôi. Ừ. Trời ơi. Hai vợ chồng anh là không có con gì hết. Có con trao ở làng. Không phải ở câu kinh ăn. Bà con mình cũng khổ nghèo mà giờ hoàn cảnh này bà cha làm cho nhà cha mà làm cho đâu mà có nhà có đất làm đâu. Ừ. Bà con trung làng này. Ừ. Người ta có tay có chân đi làm thuê một ngày hoặc là 100-200 rồi đâu mà có. Ừ. Em cũng có chờ nuôi thứ thiên hoặc là có người ta ủng hộ cho. Bây giờ mì tôm, gạo, xì dầu, bút ngọt, xe phong, giặt con áo. Ừ. Giờ là đỡ rồi. Ừ. Lúc có lúc không mà. Không có liên tục cả ngày, cả tháng nữa. Có. Lúc trước thì có người ta ủng hộ xào bông, đường, bột ngọt, mì gói với gạo để mà sống. Còn bây giờ cho lúc trước thì không có. Dạ. Khoảng 20 hộ thì khoảng bao nhiêu người anh biết không anh Thanh? Nhiều đêm hết rồi. Bây giờ làng này cả người già là bây giờ chắc là gần 50 người. 50 người già ha. Không đêm hết cả con cháu này. Ừ. Nhưng mà tên quay này vì băng nên hàm bị thoát lành hàm. Và lại là về dầm họ năm lâu vậy nên gần 50 người. Ừ. Cả con người già đến hết làng này. Gần 50 người. Bà phải đeo vô để thâu gùi nó bu hả? Quên rồi. Có dấu hiệu chung đó là các chi á, nó sẽ bị co rút lại hoặc là nó ăn rồi rụng mất luôn. Hoặc là nó sẽ làm cho cái chi chân hoặc là cái chi tay của mình á, nó sẽ biến dạng lại. Và đây là một cái căn bệnh mà cực kỳ đau nhức. Cô bác của anh chị biết là ngày xưa nhà thơ Hàn Mặc Tử là Nguyễn Trọng Trí, ông cũng mất vì cái căn bệnh cực kỳ. Lúc đó thì không có thuốc trị, thì đây là một cái căn bệnh cực kỳ quái ác mà người ta gọi là một cái căn bệnh của quỷ. Nhưng mà bây giờ thì các bé được sinh ra được uống thuốc không còn bị như vậy nữa. Nhưng mà thấy mấy cô chú đau mình thấy thương ghê, thấy tội ghê cho một cái người. Cô bác anh chị không có cái ngón tay để mà
lôi cái vớ lên, rồi mặc đồ á, nó cũng gài nút, nó cũng khó lắm. Mặc đồ vậy sao gài nút được cô? Dạ? Cắn bằng miệng. À. Mặc vô là lấy cái miệng gài thôi. Rồi giặt đồ sao? Trời ơi trời. Cứ hai cái tay đùa đùa lại. À, còn cái nút cô kia cô chưa gài cơ. Như là hàng ngã lăng này nha này. Quay thư này hàng ngã lăng này. Đó sao là lịch của nó này. Cái thứ ngã ngã cho em bố. Chua thì như là. Chạm là khổ. Khổ. Dâm vào đây, dâm dạ vào đây. Đó. Ê lên. Dâm vào đây. Ê chứ. Có tài. Không có ngon tài, mình còn ít nè. Anh Thanh anh nói là chị không còn một ngón nào nữa. Còn cô không. Anh Thanh này nó còn được một ít. Trời trời. Chân không có, chân già rồi. À tao rẽ, tao là bộ à. Đó vô thỏ. Tao không vỡ mềm á, bọc. Bọc lên đây. Vậy là gia lô chứ lô liền rồi mày. Ta bắt nó hiểu cái thấy em đang tao đang bảo ấy hiểu ốc cổ. Nên mới này như bài này. Ở đây thì mình làm gì để mình sinh sống hả chị? Thì như chị thì không có nhà, không có cửa, chồng bỏ 4-5 năm rồi bây giờ không có nhà cửa, rồi xin sơ cha đây chị ở. Ừ. Tại vì đi làm mượn lắm thôi cho người ta ngay cả 200 mà. Ừ. Chồng bỏ đi rồi. Ừ. Nhà chị là ở đây hả? Ở bên kia hả? Ừ. À đây là cắt sơ, cắt cho ha. Ừ. Vậy là ở đây là đạo Công giáo. Dạ. Ô. Oh. Chị nuôi cha bệnh hả? Cha. Dạ. Ông năm nay nhiêu rồi chị? 60 hả? Tai biến. Đa số ngôi nhà mà mình thấy được kiên cố là do các cha các sơ cho cất cố định như vậy. Chứ người dân ở đây thì cuộc sống cũng vốn dĩ nó cũng còn rất là khó khăn. Ờ mình ăn cơm trưa vậy? Thằng này cho anh. Dạ. Thằng này cho anh. À, ăn cơm gì anh? Một miếng thịt ha. Mình đi nương đi gãy mới về hay sao anh? Đi cột bò. Dạ. Cột bò. Cột bò ha. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 36. 36 hả? À. Thôi anh dùng ngon miệng ha. À, cô bác anh chị thấy một cái ngôi làng này cực kỳ hẻo lánh ha. Và cái tiếng mà nghe gõ nhất đó là tiếng âm thanh của trẻ con. À, cô bác anh chị biết không? À, bạn Bùi Hồ có nói là đôi khi các cô chú có đồng bào dân tộc Gia Gai ở đây chủ yếu là ăn lá mì á, lá của cây khoai mì á các bác anh chị, để mình sinh sống thôi. Mình đến đây cũng giờ trưa rồi,
đa số là các cô chú anh chị gì ít được tiếp xúc với người dân đều ở bên ngoài nên thành nữ là gặp mình lại thì mấy cô chú ở đây người ta cũng ngại tiếp chuyện. Chắc có lẽ đây là cái gia đình của cô chú này được may mắn á, nhưng mà chân tay thì lặn lặn không có vướng phải một cái căn bệnh quái ác kia. Và chú này đang đang một cái gùi để đi nương đi gãy á các bác anh chị. Hay cái gùi hả chú? Dạ. Cái gùi. Rồi. À chú nó bị hư hả? Không có cái ổ á. À, chú phải đan nó lại. Làm lại nó hư để cái dây này. Dạ. Khéo tay kìa ha. Lâu rồi, bao nhiêu năm. Dạ. Nó đặt hết không có ổ làm. Ừ, người ta đặt hết là người ta. À, đan cái này lâu không chú? Đan cái này lâu không? Ba ngày thằng đâm hết cái này cũng để đến ba ngày. Ba ngày mới xong. Thằng ngày nay đối với làm tập bạn này rất làm lại. Cái này là sửa lại. Còn làm một cái mới mà một người làm cả tháng á, tháng mấy 2 tháng á.